dài hơn 2 mét và nặng hơn 250 kg. Và trong buổi diễn ngày hôm nay, với sự hỗ trợ của huấn luyện viên trưởng Daniel, chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn cho đội tập đôi đầu tiên ngày hôm nay. Đây là Daniel. This is from Tokyo, she might end up your head here with a trainer from Russia, Daniel. Bây giờ sẽ là trận đầu tiên của Mai. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay lớn cho đội Mai nào. Và quý vị thân mến, bây giờ thì Mai sẽ gửi lời chào tiếp theo cực kỳ đáng yêu tới khán giả ở hai bên khán đài, bên trái và bên phải. Đây chính là hành động của tay dưới nước của Mai gửi tới tất cả quý vị. Và tiếp theo sẽ là lời chào đầu tiên của cô gái này gửi tới khán giả đang ngồi khán đài bên phải. Và mọi người thì cái này bên phải đâu là chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho đội Mai nào. Khởi động đầu tiên ngày hôm nay, Mai chúng ta sẽ làm quen với một trái bóng. But Mai to the front to the marble. Chúng ta của chúng tôi là tôi làm xa dùng lực phóng trên mặt nước rồi nó quay trở về. Và 1, 2, 3. Hay không? Rồi bao em bóng lớn à? Chúng ta tiếp tục vỗ tay thật lớn lên nhà để cổ vũ tinh thần cho Mai đi nào. Xin chào Play. Thank you.
Cảm ơn anh Hào ạ. Cuối cùng trong show biểu diễn ngày hôm nay, và một phương thức được gọi là khó nhất cũng là đặc biệt nhất, sự kết hợp của hai cặp đôi.
Hi, I'm Daniel. Như nhau là cảm ơn. Hy vọng rằng là chứng kiến này sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho tất cả chúng ta. Kéo sẵn sàng chưa nào? 3, 2, 1. Xin mời chào các bạn cho Thấy không Long? Bây giờ chúng tôi là chỉ biết đứng trên hơn cả hai người dân trẻ. Và đó là chỉ biết cho bé tôi xin biết trước đây. Tôi sẽ hát trọn lại và rõ hơn. Tôi sẽ hát như thế này. Lẹ đi. Và một lần nữa có cả chỉ biết trung quốc thứ tư và hai người tiếp tục là cặp đôi Mai và Daniel.